Hello, chào bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng vào khám phá một showroom. Thiên đường xe Đức đã qua sử dụng luôn các bạn nhé. Bên này có một chiếc xe Nhật, đó. Thiên đường xe Đức luôn. Rất nhiều các bạn ạ. BMW, Audi, Porsche, Land Rover, Mercedes và showroom Tùng Anh Auto các bạn nhé. Đó, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi một vòng chiêm ngưỡng một cái showroom thiên đường của xe Đức đã qua sử dụng. Đây là một chiếc C-Class đời cũ với ngoại thất màu rất là đẹp luôn. Bạn nhìn thấy ngoại thất màu đẹp không? Mâm 5 chấu. C300 AMG đời cũ. Đó, với ngoại thất màu các bạn nhìn. Cận cảnh cái màu này, màu nâu nâu cà phê nhìn rất là đẹp luôn. Ngoại thất bên trong bọc da màu đen các bạn nhé. Đây thì chúng ta có một chiếc BMW 3 Series cũng là đời cũ rồi. Đây là gọi là phiên bản 320 đã qua sử dụng. Đó, màu trắng. Trên là C300 AMG. Ở đây thì chúng ta cũng có một chiếc BIM 3 Series nữa này các bạn này. Đó. Có lẽ là 320 nữa, hai chiếc 320 trắng luôn. Trên thì cũng là một chiếc 3 Series nữa, ba chiếc 3 Series luôn của BMW. Chiếc này thì có ngoại thất màu xám nâu. Đây thì chúng ta có một chiếc GLC 200 đời mới, độ lưới tản nhiệt của C63 AMG. Đó. GLC 200 đời mới các bạn nhé. Phía dưới này thì chúng ta có một chiếc Mercedes. Đó các bạn, đây là chiếc GLS đã qua sử dụng với ngoại thất màu đỏ. Đây là GLS được ra mắt tại Việt Nam lúc 2017-2018 đã qua sử dụng. Mâm này vẽ là GLS 400. Chính xác, đây là nó là GLS 400 các bạn nhé. GLS 400 đã qua sử dụng, ngoại thất màu đỏ nhìn rất là nổi bật luôn. Ở bên cạnh là chúng ta có một chiếc Mac E E-Class. Trên đây thì có một chiếc C200 màu trắng, một chiếc 520 BMW 520 màu đen đã độ mâm đen. Đây, chiếc E-Class màu đen E-Class bên cạnh chiếc GLS 400 màu đỏ E-Class màu đen. Wow, mùi trần cá tính luôn, 4 series. Quá xuất sắc với nội thất bọc da bò với 4-5 chỗ ngồi. Đây là một chiếc 420. Một chiếc 420 màu trắng. Phía dưới chiếc 420 là một chiếc GLC. Đó, một chiếc GLC, có lẽ là phiên bản 250 với lưới tản nhiệt theo phong cách AMG. Nhìn rất là đẹp luôn. Bên trong này thì chúng ta có một chiếc GLE, GLE Coupe màu đỏ. GLE Coupe, không biết là phiên bản 450 hay là phiên bản GLE 43. Họ lưới tản nhiệt khi nắp capo như này thì có lẽ là GLE 43 các bạn nhé. Nhưng xe này thì thấy đã dán sold out, đã bán được rồi các bạn. Đó. Ngay phía trên lại một chiếc Mac nữa. Rất nhiều chiếc Mac luôn. Đây là một chiếc E200, E200 màu trắng đã qua sử dụng. Đó, quá nhiều xe Mac luôn. Nói chung là Mac bán được, thế nên lướt cũng rất là nhiều các bạn ạ. Xe Mac lướt cũng rất là nhiều luôn. Đó, một chiếc E200 và một chiếc 420 màu trắng. Phía trên chiếc E200 là một chiếc GLC 300 AMG. GLC 300 AMG, đây là phiên bản này, lắp ráp trong nước. Bên cạnh là một chiếc GLC 200. Đó, AMG này các bạn này. Rất nhiều Mac luôn. Mac BIM thì gọi là nhiều vô kể. Hai chiếc GLC đời mới nhất tại Việt Nam luôn, một chiếc GLC 200 và một chiếc GLC 300 AMG đang có mặt tại Tùng Anh Auto các bạn nhé, 28 Nguyễn Văn Hưởng, Long Biên, Hà Nội. Đó, người dàn xe khủng luôn. Đây, một chiếc C200 và một chiếc BMW 520. Họ showroom thì vẫn rất rộng luôn, vẫn còn rất nhiều đất để những chiếc xe khác. Còn đây là siêu phẩm LC500H, độc nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại. Quá đẹp luôn. Quá nhiều xe Đức. Đúng rồi. Thiên đường luôn.
cái đường xe lướt.